Bạn có tin là cái thời mà mình mới bắt đầu biết ăn chơi á, thì Sanfulo là nhà hàng hoa đầu tiên mà mình đi ăn với bạn bè. Tại vì bình thường mình đi ăn món hoa là toàn đi với gia đình không à. Lý do duy nhất hồi đó mình vô đây đó chính là nó mở rất là khuya, nên cái thời đó là đi quẩy xong về đói bụng là chui vô đây hết. Tại đó cũng phải nhìn tải này từ chợ lớn downtown. Chi nhánh này cũng là chi nhánh đầu tiên mình đi ăn á mọi người. 10 năm trước ai mà là dân gia Sài Gòn thì cỡ nào cũng biết đến chỗ này. Sanfulo tiếng Quảng Đông còn có nghĩa là Sam Phúc Lầu. Trong văn hóa người Hoa, Tam Phúc có nghĩa là thiên phúc, địa phúc và nhân phúc. Người ta hay nói muốn có được hạnh phúc toàn vẹn thì đó phải là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì trong ẩm thực nó cũng như vậy, muốn có được một bữa ăn trọn vẹn nó cũng sẽ có ba điều: ngon lành, bổ dưỡng và an toàn vệ sinh. Mì mì kiền hon quầy xăng. Sanfulo dạo gần đây mình thấy có mấy cái món mới khá là ok và sáng tạo nha. Dạ, thấy nó có bán phần hai cái nữa. Những cái lúc mà đi hai người giống như tụi mình là chỗ rất là hợp lý luôn á. Thật sự mình thấy tiệm sắm của Sanfulo ăn khá là thích, như là cái bánh xếp hạng ngọc bích này nè. Phần nhân họ làm rất là ngon nha, vỏ mỏng và đẹp nữa. Khi ăn chung với sa tế đây nó làm cho phần nhân rất là dậy mùi. Còn đây là cánh gà sốt bơ tiêu. Lúc mà bưng ra thì nó không có giống như mình tưởng tượng lắm. Lớp vỏ giòn nhẹ, áo bên ngoài là một lớp sốt bơ và tiêu, không có quá nồng mà cũng không có quá cay, nhưng mà làm rất là thấm vị. Cho nên khi ăn với cái món này thì bạn vẫn cảm nhận được cái thịt gà mềm ngọt của nó. Mấy cái này là khoai lang tím chiên giòn á mọi người. Và còn cái món cốt lết heo sốt trái cây này mình thì lại rất là thích, nhưng mà ông Kiền thì lại không thích nha. Thật ra là cái phần cốt lết heo ở đây họ làm rất là mềm thịt, và phần sốt trái cây ăn chung thì nó sẽ hơi chua chua béo béo. Tại vì mình thích ăn chua á, cho nên cái vị chua của nó sẽ làm cho mình không có bị quá ngán. Nhưng mà đối với Kiền thì cái này nó hơi chua quá so với khẩu vị của ổng. Còn đây là gỏi bao tử ngũ vị. Bao tử ở đây họ làm vừa chín tới cho nên ăn vô nó giòn giòn sực sực đã lắm. Cốt ở đây nó chua chua cay cay nhưng mà mình thấy nó cũng chưa phải gọi là quá đặc biệt á. Và cuối cùng là kem chuối chiên hoàng kim. Món này đúng kiểu là 10 điểm nhưng mà tự nhiên xài kem vani cái còn lại 4 điểm. Tại vì mình không thích ăn kem vani mọi người ơi. Mình nghe nói là mấy cái món mới này giờ mình ăn á là do một đầu bếp có kinh nghiệm trên 40 năm rất là nổi tiếng làm á. Mà sao anh ăn ở đây anh có bao giờ đi ăn giờ khuya khuya giống em không? Đi có một hai lần. Đi đâu mà đi ăn khuya? Đi chơi vậy đó. Chắc hồi xưa 9 giờ anh ngủ rồi mà. Anh ngày này 9 giờ tối, có những ngày 9 giờ sáng. Hello.